Nếu mà đi bộ thì đi bộ lắm. Em muốn đi bộ đâu phải. Nhiều ông, nhiều bà và các anh, các chị, đời sống còn tuy khó khăn nhưng vẫn tích cực ủng hộ. Các cụ cao niên trong dòng họ không có nguồn thu, được con cháu phụng dưỡng cũng dành dụ ít nhiều để chờ hôm nào. Các cụ tâm sự đã, bên nhà chúng là hai bố con bao giờ đây con đâu mà. Nhưng chúng tôi rất phấn khởi, dành dụ mỗi năm 10.000 đóng góp để ủng hộ quỹ. Sợ vợ chồng anh chính còn ở đây còn đâu nữa. Chờ chừng nào vừa đi xin. Ngày nào vào mới vợ chồng anh chính lo cho mợ thì con nhờ anh chính cầm hộ tiền lì xì này nhé. Chồng anh chính lo cho mợ để đây. Có cái ban mà tôi có thể mở để dành ở đây. Thì ông lúc nào cần thì đổi sang, còn cứ để mở để. Tất nhiên là đang cho mở rồi, nhưng mà nói chung là tiền Việt là ok. Tức là tiền Việt là có đủ ok rồi, tiền này em đưa thì chỉ có cất đi để dành. Thì tốt nhất là cứ để dành. Tết tập trung về. Em nghĩ tổ chức lại quy lên tiền Việt. Gia đình dòng họ là trường học đầu tiên giáo dục con người, bồi dưỡng nhân cách của con người. Nhân cách đó biểu hiện qua hành vi ứng xử của cá nhân đối với cha mẹ, anh em họ hàng, tổ tiên, và từ đó mở rộng ra cả với dân tộc và đất nước. Ở đây, giữa cá nhân và cộng đồng gia tộc, dòng họ có sự tác động qua lại. Một mặt gia tộc dòng họ